Mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật pháp rộng sâu rất nhiễm màu. Trong nghe một kiếp khó tìm cầu, con nên nghe thấy chương trình tụng nguyện tỏ như lai nghiêm nhiệm màu. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Những Điều Bồ Tát Hải Ý hỏi về pháp môn tịnh ấn, quyển 9. Bây giờ Đức Thế Tôn lặp lại bằng bài tụng: Luôn hộ trì chánh pháp chư Phật sẽ được các pháp khen ngợi tốt. Pháp khen ngợi kia ta được nói như một giọt nước trong biển cả. Biết ơn chư Phật thường báo đáp, chư Phật phó thác giữ tạng pháp, luôn hộ trì chánh pháp chư Phật, tức là cung cấp 10 phương Phật. Phật nhãn chiếu sáng quán cõi Phật, diệu bảo cúng dường chư Thế Tôn, người hộ trì chánh pháp chư Phật, so với cúng trước thì hơn hẳn. Tuy dùng của cải cúng dường Phật, không thể giải thoát hành thế gian. Nếu cầu pháp thù thắng xuất thế, người trí ra khỏi pháp thế gian, người hộ trì chánh pháp chư Phật, liền được chư Phật luôn thâu nhận. Rồi rồng cũng thâu nhận, đều được phước và trí thâu giữ. Người hộ trì chánh pháp chư Phật, được niệm tuệ hành đều đầy đủ, thắng tuệ rộng lớn đều biết hết. Người trí nhổ sạch các giống phiền não. Người hộ trì chánh pháp chư Phật, chẳng bị các ma tìm sơ hở, ác tác nghi hoặc đều dứt trừ, không có cái chướng, không ràng buộc. Người hộ trì chánh pháp chư Phật, sinh vào quốc độ không lầm lỗi, trong tất cả đời thấy thân Phật, thấy rồi tâm địa được thanh tịnh. Người hộ trì chánh pháp chư Phật đạt được pháp đại trí túc mạng, xuất gia thuận lợi luôn thành tựu, tu hành trong thật hạnh thanh tịnh. Người hộ trì chánh pháp chư Phật giới văn phát sinh các phạm hạnh, được năm trí thông rất an nan, thiền định giải thoát đều vô ngại. Người hộ trì chánh pháp chư Phật nhập vào trong các pháp sâu xa, cảnh giới Phật không không ngăn ngại, tinh hiểu chúng sinh không ngã pháp. Người thọ trì chánh pháp chư Phật được tuệ sắc bén hiệu vô ngại, đắc môn vô ý nói không ngại, phá lưới nghi hoặc của chúng sinh. Người hộ trì chánh pháp chư Phật đắc đại tổng trì lợi thù thắng, chẳng cần nghe thọ trong trăm kiếp, do độ biện tài đều vô ngại. Người hộ trì chánh pháp chư Phật được các bậc trí thường khen ngợi, trời Atula cũng vui lòng chư Phật khen ngợi như con Phật. Người hộ trì chánh pháp chư Phật được Đế Thích Phạm Vương không khó và chuyển luân vương trong loài người, cho đến vui thắng diệu Bồ Đề. Người hộ trì chánh pháp chư Phật đủ 32 tướng tù chịu, đại trí viên mãn thành thân bất loại hoại, tất cả người xem không nhàm chán. Người hộ trì chánh pháp chư Phật được thiện trí thức cũng chẳng có, vì họ nói rõ môn pháp ấn, nghe nhận tạng chánh pháp vô tận. Người hộ trì chánh pháp chư Phật nghiệp thân ngữ tâm đều thanh tịnh, giới định tuệ thanh tịnh cũng vậy, đắc trí giải thoát khéo thanh tịnh. Người hộ trì chánh pháp chư Phật từ không xa lìa tâm Bồ Đề, không rời bỏ hành ba la mật, mà thường tu dưỡng nhiều pháp thiện. Người hộ trì chánh pháp chư Phật khen ngợi rộng lớn công đức ấy, dù cho sống trọn trong một kiếp, công đức không thể nói hết công đức. Bây giờ trong pháp hội có một Bồ Tát tên là Công Đức Quang Vương, từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật và Thế Tôn: Như vừa rồi Thế Tôn đã bảo thế này, ta ở trong pháp bất khả thuyết mà thành chánh giác. Bạch Thế Tôn, nếu lập pháp bất khả thuyết thì vì sao nay nói là hộ trì chánh pháp? Phật nói: đúng vậy, này Tỳ Nam, như ông đã nói, ta ở trong pháp bất khả thuyết mà thành chánh giác. Như này Tỳ Nam, bất khả thuyết có nghĩa là vì văn tự ngôn ngữ của thế tục đối với pháp vô vi không thể diễn nói. Đã dùng văn tự ngôn ngữ diễn nói môn tổng trì phô bày thiết lập khai thị chỉ rõ thì mới có chỗ diễn nói, như thế tức là hộ trì chánh pháp. Này Thiện Nam, có pháp sư thuyết pháp ở trong kinh điển sâu xa như thế, thọ trì rộng rãi, vì người diễn thuyết như lý tu hành. Nếu người nào tự ở chỗ pháp sư này cung kính tôn trọng phụng sự âm thầm hộ trì, cũng như các thứ đồ dùng như thức ăn uống, y phục, đồ nằm ngồi, khi ốm đau cung cấp thuốc thang đầy đủ, có thể hộ trì chánh pháp, khéo hộ ngôn ngữ ở nơi phi ngôn ngữ mà hàm chứa, đó là hộ trì chánh pháp. Này Thiện Nam, nếu người có thể hiểu rõ ở nơi không mà tính tuẩn không tướng, không nguyện không cầu ở trong không gian hạnh mà chân thật an chỉ, đó là hộ trì chánh pháp. Này Thiện Nam, nếu người có thể đối với lời nói của mình không có tranh cãi hơn thua,
và cả lời nói phi pháp của người khác. Cả hai đều thu giữ vào trong pháp thì đó là hội trì chánh pháp. Nay thì anh em, nếu người có thể dùng tâm vô chướng ngại, liên tục thâu nhận hết tất cả chúng sinh vào trong tuệ giải thoát, không dùng tâm tài lợi của thế gian mà bố thí pháp cho người, thì đó là hội trì chánh pháp. Này thì anh em, nếu người có thể xả bỏ thân mạng, đối với kinh điển sâu xa như thế âm thầm hội trì, ở nơi thanh vắng, y pháp tu hành, thì đó là hội trì chánh pháp. Này thì anh em, nếu có người thường vì nhân duyên nghe pháp hoặc vì nhân duyên thuyết pháp, cho đến đi một bước hoặc một hơi thở ra vào và luôn chuyên chú, thì đó là hội trì chánh pháp. Này thì anh em, nếu hiểu tất cả pháp là không bảo vệ, không chỗ chấp thủ, thì đó là hội trì chánh pháp. Lại nữa, này công đức quan vương, nhân duyên như thế ngươi cần phải biết. Này thì anh em, ta nhớ vô số kiếp về hơn vô số kiếp về trước ở quá khứ, khi có Phật xuất hiện nơi thế gian, hiệu là Đại Trí Lực Thanh, còn đủ 10 tôn hiệu Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, minh hạnh tốt thiện tệ thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, thế giới tên là Tịnh Quang kiếp số, tên là Hỷ Thượng. Này thì nam, thế giới Tịnh Quang kia do lưu ly tạo thành, rộng rãi thanh tịnh, ánh sáng chiếu khắp 10 phương. Nơi ấy có các chúng đại bồ tát thanh tịnh nương vào sức diệu dụng nơi đại phương thần thông, xuất sinh từ pháp sâu xa. Các thứ thọ dụng của chúng đại bồ tát ấy đều giống như thiên tử cõi Hóa Lạc, đều dưới hình dạng thiên tử. Ở chỗ Phật ấy nghe nhận thuyết pháp lại không có các loại hình tướng tại gia hay xuất gia. Khi ấy Đức Đạo Trí Lực Thanh Như Lai thường vì các chúng bồ tát ở pháp hội đó mà rộng rãi tuyên thuyết việc hội trì chánh pháp. Đức Phật nói thế này: Thì nam, các ông cần phải siêng năng hội trì chánh pháp không tiếc thân mạng. Trong hội đó có một đại bồ tát tên là Pháp Ngữ thưa với Thế Tôn Đại Trí Lực Thanh Như Lai: Bà Thế Tôn, thế nào là các bồ tát có thể hội trì chánh pháp? Lại nữa, thế nào là pháp được hộ trì? Đức Phật ấy đáp: Này thì nam, nếu ở trong cảnh giới của sắc tâm, khéo ngăn các chướng, chuyên chú một cảnh điều phục, dừng nghỉ, trụ pháp tịch tỉnh, thì đó là hộ trì chánh pháp. Vì sao? Vì nhãn căn, sắc cảnh và nhãn thức, ba thứ này chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp. Nhị căn, thanh cảnh và nhị thức, tỷ căn, hương cảnh và tỷ thức, thì căn vị cảnh và tỷ thức, thân căn xúc cảnh và thân thức, ý căn pháp cảnh và ý thức, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp. Nếu có thể hiểu rõ nhãn sắc là không, thì nhãn và sắc không có sự phân biệt, nhãn thức vô trú, đó là chánh pháp. Nếu Bồ Tát ở trong trí như thật khéo làm cho người khác được pháp như thế, thì đó là hộ trì chánh pháp. Cũng như thế, nhĩ và thanh, tỷ và hương, thiệt và vị, thân và xúc, ý và pháp, điều đó là không, tự ý và pháp, không chỗ phân biệt, ý thức vô trú, đó là chánh pháp. Nếu Bồ Tát ở trong trí như thật, nếu làm cho người khác được pháp như thế, thì đó là hội trì chánh pháp. Thì nếu nó có pháp, ở trong các pháp mà có thể chuyển biến, thì pháp ấy không có chỗ bảo vệ, không có chỗ để giữ lấy. Hiểu như thế thì đó là hội trì chánh pháp. Lên ở trong các kiến, y cứ vào tài kiến, tài loại kiến ấy không có bảo vệ, không có giữ lấy. Hiểu như thế thì đó là hội trì chánh pháp. Là nữa, vì sự vô trí, si chướng ấy nên tâm không trong sáng. Nếu ở trong vô trí, si chướng ấy không nhịn giữ, không nắm bắt, hiểu biết như thế thì đó là hội trì chánh pháp. Lại thì nam, nếu pháp có tụ có tán, tức chẳng phải pháp, chẳng phải luật. Nếu không tụ không tán, tức là pháp là luật. Những pháp nào là tụ là tán? Nghĩa là các pháp thuộc về hữu vi, có tụ tán. Nếu là chẳng phải pháp, chẳng phải luật, thì làm sao mà không tụ không tán? Vì vậy nên biết, nếu vô tụ tức vô sinh, do vô sinh nên không tụ cũng không tán. Vì không tụ không tán thì đó là pháp là luật. Cái gì là pháp là luật? Đó là tự tánh bất sinh, các phiền não không sinh khởi, đó tức là pháp là luật. Nếu là pháp là luật thì không sinh không diệt, tức là vô tận. Cái vô tận này tức là pháp luật vô sinh. Pháp vô sinh như thế mới không chỗ hộ trì, mà không chỗ hộ trì tức là hộ trì chân thật chánh pháp.
Lại nữa, này công đức quan vương, khi đức đại Trí Lực Thanh Như Lai giảng nói pháp ấy, trong chúng hội đó có 32.000 bồ tát đất pháp nhãn pháp nhẫn vô sinh. Bồ tát pháp ngự ở chỗ phật ấy được nghe pháp rồi, tâm ý vui thích, hết mực vui mừng, tiến tới trước phật thưa: hy hữu thay bạch thế tôn, thế tôn khéo tuyên thuyết pháp môn hộ trì chánh pháp sâu xa như thế. Bạch thế tôn, như chỗ con hiểu, nghĩa phật đã dạy về những điều con sở đắc thì tất cả pháp là vô pháp, mà vô pháp tức là hữu pháp. Vì sao bạch thế tôn? Vì nếu tất cả pháp có chỗ nắm bắt tức là vô pháp, nếu không có chỗ nắm bắt tức là có pháp. Vì hai tưởng pháp và phi pháp, ở trong tất cả pháp đều không có hai tưởng pháp và phi pháp có thể biết. Bạch thế tôn, tất cả pháp và phi pháp nếu ở trong thắng nghĩa đế thì không có, thì không pháp nào có thể nắm bắt được, cũng không có phi pháp có thể nắm bắt được. Do không có tưởng pháp, cũng không có tưởng phi pháp, nên không pháp nào có thể kể ra. Vì không có pháp có thể kể ra, nên trụ nơi thực tế. Nếu trụ thực tế, tức là không giới hạn. Vì sao về ranh giới của hư không? Tức là ranh giới của các pháp. Như hư không, không từ đâu đến, nên cũng không giới hạn. Các pháp cũng vậy, không từ đâu đến, nên cũng không có giới hạn. Nếu nói giới hạn của các pháp, tức là giới hạn của hư không. Bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát được nghe pháp thực tế như vậy rồi hiểu rõ như thật thì vị ấy đã không tông đạt các pháp không có hai tướng. Bạch Thế Tôn, con thấy không có một pháp nhỏ nào có thể đắc nếu pháp không sở hữu, nên con nói là hộ trì chánh pháp. Là nếu Bạch Thế Tôn, khi con nói pháp này có thể kết hợp với lời Như Lai nói chăng? Là pháp ngữ không? Pháp tùy thuận, pháp tuyên thuyết, con nói đúng chăng? Phật nói: này thì Nam, lời ông đã nói quả thật kết hợp với lời của Như Lai, đúng là pháp ngữ, pháp tùy thuận, pháp tiên thuyết, đó là chánh thuyết. Lại nữa này, công đức quan vương, khi Bồ Tát pháp ngữ nói pháp ấy, trong chúng tiên tử kia có 10.000 tiên tử đắc pháp nhẫn nhu thuận. Này công đức quan vương, ông chớ sinh niệm nghi ngờ Bồ Tát pháp ngữ khi ấy đâu phải người nào khác mà chính là công đức quan vương, là ông đó. Nay ông ở trước đại chúng pháp hội này khuyến thỉnh ta, vì vậy nay ta đem pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác tới tập trong vô số ức kiếp kia phó chúc cho ông. Ông nên tọa trì rộng viên mọi người nói diễn bày phổ biến. Bây giờ Đức Thế Tôn giảng nói pháp ấy rồi, trong hội này có 60 ức chúng bồ đại bồ tát đã đứng trước Phật các miệng cùng lời đồng nói cái này: bạch Thế Tôn, cho con nguyện hộ trì chánh pháp bồ đề của Như Lai và diễn nói truyền bá rộng rãi. Phật bảo các Bồ Tát: là các thị nam, các ngươi đã tu hành an trú nơi pháp nào rồi mà hồi trì chánh pháp pháp Bồ Đề đã được tập vô số ức kiếp của Như Lai? Khi ở trong chúng hội của một Bồ Tát tên là Sơn Tự Tại Vương tiến tới trước bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu tiết giữ thân mạng thì như thế không thể hộ trì chánh pháp. Con không tiết thân mạng, vì vậy mới có thể hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Cát Tường Phong Vương thưa bạch Thế Tôn, đối với lợi dưỡng, nếu có sự mong cầu thì như thế không thể hộ trì chánh pháp. Còn đối với các việc danh tiếng, lợi dưỡng đều xả bỏ, chẳng phải điều mà bậc thánh cho phép thì đều xa lìa, như thế mới có thể hộ trì chánh pháp. Đại Bồ Tát Đại Tràng thưa bạch Thế Tôn, nếu có hai tưởng pháp hoặc phi pháp thì như thế không thể hộ trì chánh pháp. Nếu lìa hai tưởng ấy, được pháp bình đẳng như thế mới có thể hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Thắng Mật thưa, nếu bị bệnh phiền não bức bách thì như thế không thể hộ trì chánh pháp. Con được sức trí tuệ của chư thánh đều phục phá bỏ phiền não, như thế mới có thể hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Trì Cự thưa bạch Thế Tôn, nếu ở trong cảnh giới tối tâm ngu muội thì như thế không thể hộ trì chánh pháp. Con được trí quan vô ngại, lìa các si ám, như thế mới có thể hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Điện Thiên thưa bạch Thế Tôn, trong pháp nếu khởi trí tỷ lượng thì như thế không thể hộ trì chánh pháp. Con đã chứng được trí hiện lượng, ở trong các pháp không khởi sự tin tưởng nào khác, như thế mới có thể hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Phổ Mật thưa bạch Thế Tôn, nếu là căn tánh và tâm tán loạn của thế tục
Như thế thì không thể hồi được chánh pháp đối với các căn, các môn, các xứ. Con khéo điều phục sâu kín, như thế mới có thể hồi trị chánh pháp. Bồ Tát Tịnh Quang thưa Bà Thế Tôn, để đối với pháp chúng sinh có các loại tánh và các loại tưởng, như thế thì không thể hồi trị chánh pháp. Đối với tất cả chúng sinh, con khởi tâm bình đẳng và tất cả pháp cũng được bình đẳng, như thế mới có thể hồi trị chánh pháp. Bồ Tát Tối Thắng Độ Bộ thưa Bà Thế Tôn, nếu khởi tán loạn chẳng phải tâm định đẳng dẫn, như thế thì không thể hồi trị chánh pháp. Con trụ tâm định đẳng dẫn không tán loạn, như thế mới có thể hồi trì chánh pháp. Bồ Tát Đạo Sư thưa Bạch Thế Tôn, nếu không biết rõ pháp chánh đạo, tu hành tà đạo, như thế thì không thể hồi trì chánh pháp. Con đã biết rõ pháp trí chánh đạo để chúng sinh tà đạo đặt vào đạo như thật, như thế mới có thể hồi trì chánh pháp. Bồ Tát Thiện Tuệ thưa Bà Thế Tôn, nếu tâm do dự khởi phân biệt, như thế thì không thể hồi trì chánh pháp. Con nay đã lìa tâm do dự, các đức các phân biệt, lại khiến cho tất cả chúng sinh trừ được bệnh nghi hoặc, như thế mới có thể hồi trì chánh pháp. Bồ Tát Biến Chiếu thưa Bạch Thế Tôn, nếu trụ nơi phi pháp, hủy hoại đạo tu hành, như thế thì không thể hồi trì chánh pháp. Con trụ chánh pháp chân thật tu hành là được tất cả chúng sinh đều trụ trong đạo như thật, như thế mới có thể hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Minh Quán thưa Bạch Thế Tôn, nếu còn đầy tuệ nhiễm, lìa pháp quang minh, như thế thì không thể hộ trì chánh pháp. Con đã đắc tuệ quyết định viên mãn, trí thiện xảo đầy đủ pháp quang minh, như thế mới có thể hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Vô Ngại Tuệ thưa Bạch Thế Tôn, nếu có tâm chướng ngại không thể theo hộ trì và tuệ chúng sinh, như thế thì không thể hộ trì chánh pháp. Con dùng tâm không chướng ngại theo hộ chúng sinh, khiến trụ nơi thắng tuệ, như thế mới có thể hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Hành Tịnh Tuệ thưa Bạch Thế Tôn, nếu không khéo hiểu căn cơ các chúng sinh, là không thể biết việc làm của các chúng sinh, như thế thì không thể hộ trì chánh pháp. Con đối với căn lành của tất cả chúng sinh đều hiểu biết thâm nhập, như thế mới có thể hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Trang Nghiêm Phương thưa Bạch Thế Tôn, đối với pháp, nếu có tưởng phân biệt còn nương vào ngã nhân và nương vào pháp, như thế thì không thể hộ trì chánh pháp. Đối với tất cả phân biệt phi phân biệt, con đều lìa biến kế, ba luân thanh tịnh, không nhẽ ngã, không nhân, không pháp nương tựa, cũng không tạo tác, như thế mới có thể hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Sư Tử Tràng thưa Bạch Thế Tôn, chúng sinh nơi thế gian nghe tất cả pháp không sinh không khởi đều hoảng sợ, như thế thì không thể hộ trì chánh pháp. Con đã biết rõ tất cả pháp không sinh không khởi là không kinh sợ, không thấy có pháp hoặc gần hoặc xa, an trụ ở như thật, như thế mới có thể hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Từ Thị thưa Bạch Thế Tôn, nếu đối với Bồ Đề khởi tưởng xa vời, như thế thì không thể hộ trì chánh pháp. Nếu có Bồ Tát khởi tư duy thế này: ta tuy đắc vô thượng chánh đại chánh giác, nhưng không thấy Bồ Đề đối với thân hoặc tâm có sự hòa hợp, chẳng phải không hòa hợp. Bồ Tát như thế mới có thể hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Công Đức Quang Vương thưa Bà Thế Tôn, nếu trụ nơi phi công đức, lì công đức chân thật, không cầu công đức thù thắng của Như Lai, như thế thì không thể hộ trì chánh pháp. Con đã xa lìa các phi công đức, an trú nơi công đức chân thật của Bồ Tát, dốc cầu công đức tối thắng của Như Lai, như thế mới có thể hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Diệu Cát Tường thưa Bạch Thế Tôn, như người cuồng loạn trong đời nói như thế này, con có thể hộ trì chánh pháp của Như Lai, thì đấy chẳng phải lời thành tín. Vì sao? Vì như khi Phật Thế Tôn ngồi ở đạo tràng, không pháp nào có thể đắc, cũng chẳng có chỗ chứng, trong đó làm gì có pháp để có thể hộ trì. Mà Thế Tôn, đối với tất cả pháp hoàn toàn con không hộ trì, ly khai chấp trước, chỉ dùng đại bi giữ các pháp tánh. Nhưng đối với các pháp không có sự thành tựu, chẳng phải không thành tựu.
Bây giờ Đức Thế Tôn khen Bồ Tát đồng tử diệu các tường, lành thay diệu các tường. Đúng như vậy, đúng như vậy, đúng như lời ông nói. Khi ta ngồi nơi đạo tràng, không có pháp nhỏ nào có thể đắc. Khi không có chỗ thù đắc, mới nói là ngồi nơi đạo tràng. Diệu các tường bạch Phật, bạch Thế Tôn. Thế Tôn ngồi nơi đạo tràng và lúc nào? Nếu có chỗ ngồi, tức là đối với Bồ Đề có chỗ thù đắc. Như vậy mới có hai, là có sự đối ngại riêng biệt và có Bồ Đề riêng biệt. Mà Thế Tôn nghĩa là vì Phật và Bồ Đề không có hai sự đối ngại. Phật nói là diệu các tường, tự tánh của Bồ Đề tràng ta đã thông đạt, cho nên ta mới ngồi nơi Bồ Đề tràng. Vì tự tánh của ta, tức là tự tánh Bồ Đề tràng, mà tự tánh của Bồ Đề, tức là tự tánh của tất cả chúng sinh. Tự tánh của tất cả chúng sinh, tức là tự tánh của tất cả pháp. Này diệu các tường, vì tự tánh đồng nhất, bình đẳng, nhất vị. Khi ta thành chánh giác ở Bồ Đề tràng, quán Bồ Đề tràng, không có pháp nhỏ nào mà không giải thoát. Nghĩa là vì Bồ Đề bình đẳng, nên hiện chứng các pháp cũng bình đẳng. Nhưng trong pháp bình đẳng, không rơi vào các số, vì số cùng phi số đều xa lìa. Vì vậy, pháp bình đẳng ấy, Như Lai gọi là vô vi. Này diệu các tường, Như Lai đắc vô vi, siêu việt tất cả pháp hữu vi. Khi Như Lai nói pháp ấy, Bồ Tát diệu các tường sinh tinh hiểu sâu xa, và tất cả hội chúng đều tinh hiểu pháp giải thoát của Như Lai. Do tinh hiểu nên tất cả đều bình đẳng trong pháp, không có gì vượt ra. Bây giờ các chúng đại Bồ Tát ở thế giới vô lượng công đức bảo vô cấu thù diệu trang nghiêm, trước hết dùng cùng thế giới đến thế giới Ta Bà. Này giới Bồ Tát hải ý, nghe pháp ấy rồi tâm ý sung sướng, hết mực vui mừng, đều hân hoan cùng phát lời: cho con đến cõi Phật này, được vui thích, được lợi ích tốt đẹp, được thấy Thế Tôn là diện kiến đại sĩ đồng tử diệu cái tường, được nghe tuyết chánh pháp sâu xa này, gặp Phật xuất thế chuyên đại pháp luân, thấy chánh pháp này hiện trú ở thế gian. Và Thế Tôn, nếu chánh pháp này ở nơi nào được truyền bá rộng rãi, thì các chúng sinh nơi ấy được lợi ích lớn. Lại nữa, nếu có người ngay khi Phật tại thế hay sau khi Niết Bàn có thể nghe nhận chánh pháp như thế, nghe rồi tinh hiểu, tọa trì độc tụng, rộng việc người nói, thì nên biết người ấy được lợi ích lớn. Phật nói này chư Thiện Nam, như các ngươi biết thì Bồ Tát được bao nhiêu đều lợi ích lớn. Các Bồ Tát ấy bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát được 10 điều lợi ích lớn. Đây tức là những điều lợi ích đạt được chẳng thể nghĩ bàn. Một, được lợi ích lớn, gặp Phật ra đời và luôn luôn gần gũi. Hai, được gặp Phật rồi thâm tâm thanh tịnh. Ba, khởi tâm thanh tịnh, nghe thọ chánh pháp. Bốn, nghe chánh pháp rồi liền các nghi hoặc. Năm, liền nghi hoặc rồi liền được xuất gia. Sáu, đã xuất gia rồi tự đối sống bằng sinh hoạt thanh tịnh. Bảy, vì đã tự đối sống bằng sinh hoạt thanh tịnh nó có thể khéo giảng nói pháp. Tám, khéo giảng nói pháp rồi phát tâm Bồ Đề. Chín, chứ không quên mất tâm Bồ Đề nó có thể nghe tọa pháp Bồ Tạng Bồ Tát. 10. Nghe pháp tạng xuất xa của Bồ Tát rồi dựa vào pháp tu hành được đại lợi này. Bạch Thế Tôn, các pháp như thế là 10 thứ lợi ích lớn của Bồ Tát. Đây tức là lợi ích tốt đẹp được hình thành. Nếu các Bồ Tát ăn trú như thế thì đó gọi là khéo được lợi ích lớn. Khế Phật khen ngợi: lành thay đại sĩ, các vị khéo nói lợi ích lớn mà Bồ Tát đạt được. Khi Phật giảng nói pháp này rồi, trong chúng hội có 3.600.000 người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Những điều Bồ Tát hay ý, hỏi về pháp môn tịnh ấn quyển 10. Bây giờ đại Bồ Tát hay ý bạch Phật: hy hữu thay bạch Thế Tôn, người tu đại thừa tạo lợi ích rất nhiều cho tất cả chúng sinh, nghĩa là các thiên nhân thọ hưởng niềm vui của trời người mới có thể gần gũi niềm vui tối thắng vi diệu của Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu loại pháp để có thể tùy chuyển nhiếp thọ? Có bao nhiêu pháp có thể thường làm ở trong đại thừa? Có bao nhiêu pháp rất khó làm ở trong đại thừa? Là có bao nhiêu pháp làm tăng trưởng đại thừa? Là có bao nhiêu pháp là chướng nạn ở trong đại thừa?
Bạch Thế Tôn, lại vì chuyện gì mà gọi là đại thừa? Phật bảo Bồ Tát hãy ý. Ông nên nghe kỹ, nơi ta sẽ giảng nói. Hãy ý nên biết, có một loại pháp đại thừa thông nhận, là pháp đó là gì? Đó là không quên mất tâm đại bồ đề, là không phóng dật. Này hãy ý, đã có một pháp đại thừa thông nhận, đó là tin mọi việc làm đều mang theo nghiệp báo. Đã có một pháp, đó là phát khởi chánh kiến, đối với pháp duyên sinh không chống trái. Đã có một pháp, đó là lìa ái, phi ái đối với tất cả chúng sinh, khởi tâm bình đẳng. Đã có một pháp, đó là an trú theo đại từ để tự cứu độ. Đã có một pháp, đó là khởi tâm đại bi, không tham đắm cái vui của mình. Đã có một pháp, đó là mong cầu Phật thân, tùy niệm đức Phật. Đã có một pháp, đó là đương pháp chân tu, tùy niệm pháp. Là có một pháp, đó là an trú trong chúng bất toái chuyển, tùy niệm chúng. Là có một pháp, đó là dứt trừ tất cả phiền não, tùy niệm xả. Là có một pháp, đó là thường không quên mất tâm bồ đề, nên tùy niệm giới. Là có một pháp, đó là an trú nơi pháp thanh tịnh, tùy niệm thiên. Là có một pháp, đó là tùy trụ lợi lạc khiến người hoan hỷ. Là có một pháp, đó là trụ nơi ý kiên cố, vui muốn cực thiện. Là có một pháp, đó là khởi tâm hoan hỷ vì tất cả chúng sinh mở bài giải thoát. Là có một pháp, đó là từ pháp sâu xa như lý xuất sinh, dốc cầu chánh pháp. Là có một pháp, đó là không vì tâm tài lợi mà hành pháp thí. Là có một pháp, đó là đối với người nghe pháp khởi tưởng là bệnh nhân. Là có một pháp, đó là đối với pháp đã giảng nói tưởng như thuốc hay, người đã thuyết pháp tưởng như y phương. Lại có một pháp, đó là thường hộ vệ khiến pháp tồn tại lâu dài. Là có một pháp, đó là khiến hạt giống tam bảo không đoạn không tuyệt. Là có một pháp, đó là không tham tương tục thường xuyên sinh hỷ túc. Lại có một pháp, đó là xả bỏ các sở hữu không khởi ái trước. Là có một pháp, đó là tự giữ giới và thường ngăn chặn các người phá giới. Là có một pháp, đó là đối với người làm ác không xem xét lỗi của họ mà an trú nơi nhẫn. Là có một pháp, đó là đối với người làm lành phát khởi giúp đỡ và an trú nhẫn. Là có một pháp, đó là đối với người bội ơn khởi tuệ thương yêu. Là có một pháp, đó là đối với người biết ơn khởi lòng thương cung kính. Là có một pháp, đó là đối với người vô trí không khởi tâm kiêu mạn. Là có một pháp, đó là đối với người có trí theo họ tọa học. Là có một pháp, đó là với thiện căn sâu bền, tâm không chán bỏ. Là có một pháp, đó là đối với các pháp thiện, tâm luôn theo đuổi. Là có một pháp, đó là không vô định quan co, đến ba giới thanh tịnh. Là có một pháp, đó là đối với người thuyết pháp ái kính phụng sự, tưởng như tôn sư. Là có một pháp, đó là bỏ các sách vở ngoài đạo, khéo nghe chánh pháp. Là có một pháp, đó là tu các thiện căn, tuy là gian khổ, ở trong sinh tử cũng không mệt mỏi. Là có một pháp, đó là đối với chư Phật Như Lai hiện trú ở đời và đã nhập Niết Bàn, phụng sự cúng dường không chán nản. Là có một pháp, đó là làm bạn không mời thỉnh của các chúng sinh. Là có một pháp, đó là dùng tâm không nương, không giữ, không đắm mà tu bốn giới pháp. Là có một pháp, đó là hiểu rõ các tội lỗi của tại gia rồi ưa xuất gia. Là có một pháp, đó là đối với sự nghiệp chánh sĩ thường khai triển. Là có một pháp, đó là việc làm quyết định trụ đạo bồ đề, tu tham thắng hạnh. Là có một pháp, đó là đối với người đồng trụ đại thừa không sinh buồn giận. Là có một pháp, đó là dạy trao tâm pháp bồ đề không sinh mệt mỏi. Là có một pháp, đó là khéo hộ trì pháp bí mật khiến không tan hoại. Là có một pháp, đó là thường nên siêng cầu trí pháp thiện xảo. Là có một pháp, đó là dùng lời chân thật khiến kiến lập pháp tràng. Là có một pháp, đó là phát thệ nguyện phải khiến hoàn mãn. Là có một pháp, đó là dùng tâm không biến đổi về để hành bố thí. Là có một pháp, đó là thường nên hiểu rõ việc làm của các ma. Là có một pháp, đó là thường phải phát khởi trí nghiệp lìa mạng. Là có một pháp, đó là xa lìa bạn bè ở chỗ thanh vắng. Là có một pháp, đó là lìa tăng thượng mạng và tâm cao ngạo, không khởi tâm cho mái người. Là có một pháp, đó là tuy biết rõ các phiền não rồi, nhưng cũng tùy thuận hành tướng thế gian. Là có một pháp,
đó là sinh hoạt thanh tịnh để tự nuôi sống, lìa khát tham nhiễm. Là có một pháp đó là tương ưng với sự sâu bền, thường ngồi nơi vắng vẻ. Là có một pháp đó là tuy đa văn, nhưng thường định tĩnh. Lại có một pháp đó là như lý chánh, tu hành, địa vô già. Là có một pháp đó là như tật quán sát cảnh giới, pháp không. Là có một pháp đó là đối với lợi hay suy, tâm không phân biệt. Lại có một pháp đó là sợ chỗ ồn ào, một mình ở chỗ núi rừng. Lại có một pháp đó là nếu được pháp lợi, cùng chia sẻ cho người. Lại có một pháp đó là trí khéo hiểu bốn tánh đế. Là có một pháp đó là đối với các pháp trí không tiết giấu. Lại có một pháp đó là vì người chưa học thành tựu việc học cho họ mà tâm không thấy cao hơn. Lại có một pháp đó là hoặc được hoặc mất, tin tưởng nghiệp báo không sinh nhiệt não. Lại có một pháp đó là đối với người cũng kính nghe pháp thì khá vì họ giảng nói pháp. Là có một pháp đó là đối với thân hữu liền các thêm ái, đối với tất cả chúng sinh khởi tâm bình đẳng. Là có một pháp đó là đối với pháp sư thuyết pháp không khởi tâm vô định mà thường tán thán. Là có một pháp đó là dùng tâm điều tuần cánh vác tất cả chúng sinh. Là có một pháp đó là đối với các ba la mật tương ứng giúp cầu. Là có một pháp đó là tinh tấn trưởng nuôi dưỡng đạo hạnh bồ đề. Là có một pháp đó là kiến lập tính căn khiến không động chuyển. Là có một pháp đó là ở trong quốc thành, không phải không thọ thực. Là có một pháp đó là tích tập bảy thứ thánh tài, không để thiếu thốn. Là có một pháp đó là trong lòng chân thật, mạng căn an ổn vững vàng. Là có một pháp đó là dùng phương tiện khéo léo, thành tựu đầy đủ cho chúng sinh. Là có một pháp đó là vì hành pháp thí nên khéo thâu diệu pháp. Là có một pháp đó là lìa các tranh luận, thuyết pháp tối thượng. Là có một pháp đó là dùng tâm không thủ đắc nghe thọ chánh pháp. Là có một pháp đó là xa lìa cấu nhiễm của sa môn để thành tựu sa môn. Là có một pháp đó là dùng tâm không diễm ái vào nương thành vương thành sấm lạc. Là có một pháp đó là thường đến quán sát lỗi lầm khéo hộ trì tất cả chúng sinh. Là có một pháp đó là từ bỏ các nghề nghiệp tạp nhạp của thế gian. Là có một pháp đó là đối với thiền trí thức cần phải thành thật. Là có một pháp đó là tự tâm thanh tịnh rồi là khỏi trí kiến, tất cả tâm chúng sinh được thanh tịnh. Là có một pháp đó là không hư dối nên nội tâm thanh tịnh. Là có một pháp đó là hướng đến đạo tối thắng nên thâm tâm thanh tịnh. Rồi dùng pháp này khéo làm cho phương tiện thắng nghiệp thanh tịnh. Là có một pháp đó là phước thanh tịnh rồi thì các tướng thanh tịnh. Là có một pháp đó là trí thanh tịnh rồi phiền não thanh tịnh. Là có một pháp đó là chúng sinh thanh tịnh rồi thì cõi nước thanh tịnh. Là có một pháp đó là tuy quán vô tướng nhưng khéo hồi hướng. Là có một pháp đó là tu nhẫn tùy thuận. Là có một pháp đó là đối với ba cửa giải thoát nên thường là quán sát tu tập xuất ly. Là có một pháp đó là trụ vô sở trụ. Là có một pháp đó là chấn trí lậu tận thần thông diệu dụng. Là có một pháp đó là trụ chỉ quán việc làm thành tựu đắc minh giải thoát. Là có một pháp đó là xuyên tu tuệ thuộc về phương tiện. Là có một pháp đó là trụ trong ba cõi cho đất bồ đề tràng trang nghiêm. Là có một pháp đó là tất cả pháp bình đẳng hiện thành chánh giác. Là có một pháp đó là thu nhận đại thừa, nghĩa là tự tánh vô tánh của tất cả pháp vô sinh vô cõi. Biết như thế rồi liền đắc pháp nhẫn vô sinh. Này hãy ý đó là một pháp có thể thâu giữ đại thừa. Những pháp của một pháp có thể thâu giữ đại thừa như vậy rồi, còn các việc nương tựa thâu giữ khác đều lìa bỏ. Là nửa hai ý, có hai pháp ở trong đại thừa có thể làm nhiều những gì là hai. Một, đối với pháp Phật sinh tân hiểu thanh tịnh. Hai, chẳng ưa pháp thanh văn phương giác thừa. Và là có hai pháp ở trong đại thừa khó làm những gì là hai. Một, tự mình giải thoát khéo giúp người chưa giải thoát. Hai, theo họ vì họ mà thuyết pháp giải thoát. Lại có hai pháp thường làm. Một, thường không hòa diệt tâm đại bồ đề. Hai, quán sát chúng sinh khéo vì họ mà kiến lập. Lại có hai pháp khó làm. Một, quán tâm bồ đề giống như pháp huyễn. Hai, quán tất cả chúng sinh đều vô ngã. Lại có hai pháp thường làm. Một,
tâm không nhàm chán xa lìa. Hai phương tiện tu hành không hư giả, lại có hai pháp khó làm. Một, nội tâm thanh tịnh để làm căn bản. Hai, vì không tạo tác, không không tạo tác nên tu các phước hạnh, lại có hai pháp thường làm. Một, siêng tu nơi phương tiện thiền căn. Hai, phương tiện tu hành khiến cho rốt ráo, lại có hai pháp khó làm. Một, không hí luận nên tu phương tiện. Hai, phương tiện tu hành trụ nơi kiểu cánh nên tâm thanh tịnh, lại có hai pháp thường làm. Một, thâm tâm hướng đến thắng đạo. Hai, trong pháp tối thắng tạo chỗ duyên tối thắng, lại có hai pháp khó làm. Một, nói ra sợ ăn năn lỗi mình. Hai, khiến người hết tội, lại có hai pháp thường làm. Một, bỏ các sở hữu. Hai, không cầu quả báo, lại có hai pháp khó làm. Một, khởi tâm bình đẳng hạnh bố thí. Hai, thường khéo hồi hướng, lại có hai pháp thường làm. Một, giữ giới không khuyết. Hai, không cầu sanh thiên, lại có hai pháp khó làm. Một, đối với người hủy giới khởi tâm thương yêu. Hai, tôi đầy đủ giới đức mà không khởi cao ngạo, lại có hai pháp thường làm. Một, ưa thích nhẫn nhục. Hai, hồi hướng bồ đề, lại có hai pháp khó làm. Một, lìa bỏ tâm tự cao. Hai, tôn kính người nhẫn, lại có hai pháp thường làm. Một, phát khởi tinh tấn cầu các pháp lành. Hai, đối với các căn lành sinh tâm hoan hỷ, lại có hai pháp khó làm. Một, thân tâm tịch tỉnh. Hai, tâm lìa nương tựa, lại có hai pháp thường làm. Một, tích tập thiền chi. Hai, tâm nghiệp tự tại, lại có hai pháp khó làm. Một, không đắm không tham đắm thiền vị. Hai, không chán dục giới, lại có hai pháp thường làm. Một, siêng cầu chánh pháp. Hai, thường sinh phải mong muốn, lại có hai pháp khó làm. Một, quan sát pháp. Hai, ở nơi pháp tịch định, lại có hai pháp thường làm. Một, quan buổi bạn lành. Hai, đối với sư trưởng tăng thêm tôn trọng, lại có hai pháp khó làm. Một, chuyên cần phụng sự. Hai, khéo nói tùy thuận, lại có hai pháp thường làm. Một, đúng thời hay phi thời, thường thử hỏi. Hai, theo nghĩa đạt được ghi nhận vào tâm, lại có hai pháp khó làm. Một, tu trí nghĩa. Hai, tu trí pháp, lại có hai pháp thường làm. Một, văn tài không chán. Hai, văn tuệ không chán, lại có hai pháp khó làm. Một, quan sát pháp sâu bền. Hai, xa lìa pháp không sâu bền, lại có hai pháp thường làm. Một, như lý vì người nói pháp. Hai, đối với người nghe pháp khởi tâm thương yêu, lại có hai pháp khó làm. Một, không tiếc pháp. Hai, tâm không vì tài lợi vì người nói pháp, lại có hai pháp thường làm. Một, đình chỉ nghe việc ngoài. Hai, thở giữ các tâm, lại có hai việc khó làm. Một, dứt trừ năm cái. Hai, tu bảy giác phần, lại có hai pháp thường làm. Một, đạt được hoan hỷ. Hai, tương ưng hỷ thọ, lại có hai pháp khó làm. Một, biết pháp biết lượng. Hai, tự biết cảnh giới mình, lại có hai pháp thường làm. Một, tin ở nghiệp báo. Hai, khéo tu thắng hạnh, lại có hai pháp khó làm. Một, biết rõ các nghiệp báo tội lỗi. Hai, tăng trưởng tất cả pháp thiện, lại có hai pháp thường làm. Một, nói lời thành thật. Hai, không dối thánh nhân, lại có hai pháp thường làm. Một, có thể làm như lời nói. Hai, không hỏi Phật nhãn, lại có hai pháp thường làm. Một, tâm nghiệp thanh tịnh. Hai, lìa ba điều bất thiện về thân, lại có hai pháp khó làm. Một, quán thân giống như ảnh tượng. Hai, quán như cỏ cây ngói đá, lại có hai pháp thường làm. Một, ngộ nghiệp thanh tịnh. Hai, lìa bốn lỗi do lời nói, lại có hai pháp khó làm. Một, tỏ ngộ pháp bất khả thuyết. Hai, trí rõ các âm thanh như tiếng gian, lại có hai pháp thường làm. Một, tâm nghiệp thanh tịnh. Hai, xa lìa tham sân tà kiến, lại có hai pháp khó làm. Một, nội tâm dừng lặng. Hai, bên ngoài không dám rủi, lại có hai pháp thường làm. Một, tu quán tâm từ. Hai, đối với các chúng sinh khởi tâm bình đẳng, lại có hai pháp khó làm. Một, tâm như hư không thanh tịnh vô cấu. Hai, tự độ độ tha khéo hồi hướng, lại có hai pháp thường làm. Một, thường không xa lìa tâm đại bi. Hai, siêng tu thiện căn không mệt mỏi, lại có hai pháp khó làm.
một quán sát vô sinh, hai khéo hộ xuất ly là có hai pháp thường làm, một hữu hành nơi phường pháp, hai trừ tâm chán đản xa lìa là có hai pháp khó làm, một viên mãn pháp tịch mặc, hai khiến người cho đủ pháp luôn tu hành. Lại có hai pháp thường làm, một đề bỏ ái nhiễm, hai dứt các tổn hại, là có hai pháp khó làm, một tu hạnh xả, hai quan sát chúng sinh mà không thấy gian khổ, là có hai pháp thường làm, một tu quán niệm Phật, hai trụ nơi vô niệm mà khởi tâm niệm, là có hai pháp khó làm, một quán pháp thân, hai thành tựu thân tướng hảo, là có hai pháp thường làm, một tu quán niệm pháp, hai thành tựu các pháp của chúng sinh, là có hai pháp khó làm, một quán sát lìa tham, hai đối với chúng sinh hành tham khởi tâm đại bi, là có hai pháp thường làm, một tự niệm các chúng Bồ Tát, hai quy hướng chúng bất thoái chuyển. Lại có hai pháp khó làm, một quán sát vô vi, hai hộ người đắc quả, là có hai pháp thường làm, một tùy niệm giới, hai thường không quên mất tâm đại bồ đề, là có hai pháp khó làm, một quán sát giới không gia hạnh, hai tu giữ ngăn chặn chúng sinh phá giới. Lại có hai pháp thường làm, một tùy niệm xả, hai xả rồi không sinh hối tiếc. Lại có hai pháp khó làm, một dứt được phiền não của mình, hai vì chúng sinh thuyết pháp đoạn phiền não cho họ. Lại có hai pháp thường làm, một tùy niệm thiên, hai không cầu sinh thiên. Lại có hai pháp khó làm, một trụ tuệ chánh niệm, hai khiến người tâm tán loạn trụ nơi niệm xứ. Lại có hai pháp thường làm, một tăng tu phước hạnh, hai tăng tu trí hạnh. Lại có hai pháp khó làm, một khéo tu trí vô gia hạnh, hai đối với các phước hạnh không sinh chán nản xa lìa. Lại có hai pháp thường làm, một sẽ biết các thứ chấp trước, hai đối với các ái chấp đều có thể giải thoát. Lại có hai pháp khó làm, một ưa muốn thiện cao tột, hai không sinh vô định vô trá. Lại có hai pháp thường làm, một tri ân, hai báo ân. Lại có hai pháp khó làm, một đoạn trừ dục tham, hai đối với dục pháp thiện không giảng bỏ. Lại có hai pháp thường làm, một nói ra sự hối cải các tội lỗi, hai không gây các tội lỗi. Lại có hai pháp khó làm, một không làm ác, hai không khởi tùy miên. Lại có hai việc thường làm, một tùy phước của người, hai không chán phước của mình. Lại có hai pháp khó làm, một đối với tất cả tội khởi trí diệt tận, hai đối với tất cả phước khởi trí nuôi dưỡng tăng trưởng. Lại có hai pháp thường làm, một khuyến tỉnh chư Phật, hai hộ trì chánh pháp. Lại có hai pháp khó làm, một biết pháp giới vốn không phân biệt, hai trí khéo phân biệt nói các cú nghĩa. Lại có hai pháp thường làm, một khéo biết hồi hướng, hai tùy theo chỗ hồi hướng cùng tất cả chúng sinh đều hồi hướng. Lại có hai pháp khó làm, một quyết trạch tướng vô, hai tu các tu tướng các cõi. Lại có hai việc thường làm, một quán không, hai quán chiếu chúng sinh. Lại có hai pháp khó làm, một tuệ khởi không có sợ vui mừng, hai theo phương tiện mà có niềm vui. Lại có hai pháp thường làm, một muốn cầu thiện căn, hai vì các chúng sinh thành tựu thiện căn. Lại có hai pháp khó làm, một tu tập vô nguyện, hai thức tập trí sợ sinh. Lại có hai pháp thường làm, một không chấp trước, hai không động. Lại có hai pháp khó làm, một không kiêu mạn, hai ưa thích an lạc. Lại có hai pháp thường làm, một ưa ở chỗ tịch tỉnh, hai lãnh nạp công đức tịch tỉnh. Lại có hai pháp khó làm, một tu hạnh tịch tỉnh, hai tự độ và độ tất cả chúng sinh. Lại có hai pháp thường làm, một thiểu dục, hai tri túc. Lại có hai pháp khó làm, một tỉnh táo quan sát phiền não của mình, hai quan sát đoạn trừ phiền não của tất cả chúng sinh. Lại có hai pháp thường làm, một thường cảnh tỉnh lỗi mình, hai không quán lỗi người. Lại có hai pháp thường làm, một tự xa lìa cao ngạo, hai không hủy bản. Lại có hai pháp khó làm, một quán ngã là vô ngã, hai quán chúng sinh là vô chúng sinh. Lại có hai pháp thường làm,
một an định, hai quán sát. Lại có hai pháp thường làm, một thường tự hành bố thí, hai nhận của người bố thí. Lại có hai pháp khó làm, một xuất ly luân hồi, hai cứu độ tất cả chúng sinh trong luân hồi. Lại có hai pháp thường làm, một siêng cầu ba la mật, hai tùy theo các ba la mật đã cầu, trụ như đã nói. Lại có hai pháp khó làm, một đắc trí hiện lượng, hai thành tựu trí khác. Lại có hai pháp thường làm, một không cầu danh vọng lợi dưỡng thế gian, hai siêng cầu chánh pháp. Lại có hai pháp khó làm, một vì người không có lợi ích làm cho họ lợi ích, hai người đã là lợi ích rồi khiến tăng thêm mãi. Lại có hai pháp thường làm, một thực hiện đại từ không giới hạn, hai thực hành đại bi không gián đoạn. Là có hai pháp khó làm, một người đã được độ thoát làm cho chứng ngộ, hai người chưa được độ vì họ mà cứu độ. Lại có hai pháp thường làm, một vì các chúng sinh thành tựu công đức, hai đối với các chúng sinh vô đức khởi tâm đại bi. Lại có hai pháp khó làm, một người không có lợi ích làm hành lợi ích, hai đã làm lợi ích rồi không khởi tưởng nào khác. Là có hai pháp thường làm, một thường khởi quán thân niệm xứ, hai thân trụ thanh tịnh. Là có hai pháp khó làm, một tác quán tùy niệm thân trong thân, hai không cùng thân đồng khởi tầm từ gia đạo tầm từ tầm tứ. Lại có hai pháp thường làm, một thường tác quán thọ niệm xứ, hai đối với các cảm thọ khổ lạc không lãnh nạp. Lại có hai việc khó làm, một tác quán tùy niệm thọ trong thọ, hai không cùng thọ đồng khởi tầm tứ và đạo tầm tứ. Lại có hai pháp thường làm, thường tác quán tâm niệm xứ, hai tâm trụ thanh tịnh. Lại có hai việc khó làm, một tác quán tùy niệm tâm trong tâm, hai không cùng tâm đồng khởi tầm tứ và đạo tầm tứ. Lại có hai pháp thường làm, một thường tác quán pháp niệm xứ, hai thường khởi trí quyết trạch pháp. Lại có hai pháp khó làm, một tác quán niệm xứ pháp trong pháp, hai không cùng pháp đồng khởi tầm tứ và đạo tầm tứ. Lại có hai pháp thường làm, một đoạn trừ tất cả pháp bất thiện đã sinh, hai có thể giữ gìn tất cả pháp thiện đã sinh. Lại có hai pháp khó làm, một các pháp bất thiện chưa sinh phòng hộ khiến không sinh, hai tất cả pháp thiện chưa sinh phải làm cho sinh khởi. Lại có hai pháp thường làm, một thường tu bốn thứ thần túc là dục cần tâm tuệ, hai đã dùng thần túc đồ được chúng sinh mà khéo độ họ. Lại có hai phép khó làm, một đạt được thần biến vô gia hạnh, hai pháp giới bất động có thể ở trong tất cả cõi Phật hiển hiện thần biến. Lại có hai pháp thường làm, một niềm tin đã đạt được công lai chuyển, hai đối với người chưa tin khiến đầy đủ lòng tin. Lại có hai pháp khó làm, một từ tâm không tạp nhiễm, hai khiến chúng sinh tâm nhiễm được thanh tịnh. Lại có hai pháp thường làm, một phát khởi các tinh tấn căn, hai an trú niệm căn không sinh tán loạn. Lại có hai pháp khó làm, một quyết trạch khéo quán các tinh tấn căn, hai không chấp trước tướng không mà khởi niệm. Lại có hai pháp thường làm, một đối với định tuệ căn siêng năng tu các hạnh, hai các hạnh đã tu không sinh mệt mỏi. Lại có hai pháp khó làm, một tu trí không chỗ hành, hai thành tựu đầy đủ cho chúng sinh có chỗ hành. Lại có hai pháp thường làm, một quán các phiền não, lìa phiền não, hai phiền não đã sinh dốc cầu ra khỏi. Lại có hai pháp khó làm, một tất cả pháp không hòa hợp vì vốn lìa phiền não, hai ba cõi hòa hợp vì đoạn các phiền não của tất cả chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hướng về cấp cả để tự về chúng sanh được trọn thành Phật đạo. Kinh Những Điều Bồ Tát Hải Ý Hỏi Về Pháp Môn Tịnh Ấn, quyển 10.